Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chiều nay mà anh chị và các bạn chúng ta cùng đi khám phá vô một khu ngày trước là khu gọi là khu bệnh viện dã chiến, bệnh viện dã chiến Phước Lộc điều trị bệnh nhân Covid. Đây là khu bệnh viện dã chiến được xây dựng lên năm 2020 để phục vụ điều trị chữa bệnh cho rất nhiều người bị nhiễm Covid ở đây. Này em thấy ở đây nó hơi là vẫn hoang tàn mà chưa có cái dự án gì thay thế, vẫn là khu nhà tôn, và xung quanh đây thì có cơ quan hậu cần. Ở xung quanh là bãi sậy, quá trời cây lao sậy luôn nè, rừng rậm luôn á, cỏ mọc um tùm, không thấy phát quang gì hết. Bên kia có quán cơm tấm, cơm trưa, cà phê. Ở đây thuộc huyện Nhà Bè, đây thuộc huyện Nhà Bè giáp ranh với Bình Chánh. Đây cũng là một cơ quan. Ở đây giáp ranh với Bình Chánh qua cây cầu Bến Rô. Ở đây có cái sân banh này. Buổi chiều đi đá banh vòng vòng ở đây đã. Ở đây cũng là khu bệnh viện dã chiến ngày xưa nữa nè. Đi vòng vòng vô đây ha. Thời bấy giờ là khi mà nghe nói nhiễm Covid là thấy coi như là tiêu rồi đó. Mà còn đi cách ly ở bệnh viện dã chiến này nọ nữa, là nghe tên ở khu đó là coi như là đi vào cửa tử. Đâu có đủ cái đâu có đủ công cụ điều trị. Tại kia chó sủa quá. Không có đủ trang thiết bị luôn ha. Đúng là giả chiến chỉ là đồ giả thôi. Chỗ để cách ly thôi. Ngày nay ở đây là cái hãng xưởng gì đó. Mình thấy có quạt quay bên trong, có không biết có hoạt động không. Chó sủa quá trời. Thôi mình quay trở ra đi ha, quay trở ra con đường Phạm Hùng. Hầu như chúng ta thấy các khu mà ngày trước được trưng dụng làm cái khu bệnh viện dã chiến thì ngày nay nó trở nên sơ sát, hoang tàn và nó lạnh tanh quá, vắng vẻ. Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh mấy ngày xưa ở đây là gì ha. Giờ đất trống quá trời, vòng vòng có các cơ quan hậu cần. Các địa điểm bệnh viện dã chiến như chúng ta thấy ở quận 2 nè, khu căn hộ tái định cư nè. Ngày nay nhìn khi buổi tối đi qua đó thấy lạnh lẽo vô cùng. Rồi còn khu Quận Kiều đó nè, cũng là bệnh viện dã chiến đó nè. Rồi rất là nhiều các bệnh viện dã chiến khác nữa, cùng một số phận.
Ra đây là con đường Phạm Hùng, nếu mình quẹo phải là đi về Phước Lộc. Có cái bến đò đi qua Nhân Đức Nhà Bè. Còn quẹo trái thì ra Nguyễn Văn Linh. Bây giờ mình sẽ đi vô khu xóm ven cầu Bà Rô. Quên một cái tên có đúng không? Đây mình quẹo trái nha. Con đường Phạm Hùng nó dài này ngày nay làm rất là đẹp ha. Đây quán gì để bún cá Sóc Trăng, cháo lòng, cháo gà, cháo hào, ngồi đủ thứ. Phía trước chúng ta đó là cây cầu. Bên đây cũng có một khu xóm nữa nè. Khu xóm này nhìn bên ngoài thì cũng có nhiều nhà đẹp nè. Mình qua khu xóm bên kia đi. Hôm nào mình sẽ khám phá khu xóm ở đây. Ở đây thuộc Nhà Bè rồi. Đây cầu Tắc Bến Rô. Cầu Tắc Bến Rô ha. Không hiểu tên Tắc Bến Rô là sao ta? Là cái gì? Đồ đang chạy xe quăng bịch rác xuống luôn. Mình nhìn cái dòng sông xíu nha. Bên kia là rạch Đông Lớn nè. Bên đây là khu thuộc huyện Nhà Bè. Còn bên kia là Bình Chánh. Ở khu xóm ven cầu nè. Ở bên kia là thuộc Bình Chánh nè. Trời chiều nhìn cảnh vật yên bình ha. Rồi chúng ta qua bên khu xóm bên kia. Em thấy có một khu villa nè. Mình cùng đi khám phá luôn. Hôm nay từ khu giả chiến qua tới khu villa, xem khu ở đây như thế nào. Hồi hôm nay vừa nước nhiều quá trời. Chủ nhật rảnh thời gian được nhiều chút so với mọi ngày, nên tranh thủ dẫn anh chị và các bạn chúng ta cùng đi khám phá các khu xóm lạ trước giờ chưa khám phá. Ở bên kia có khu chợ ven đường, người ta bán rau cải, thịt cá, trái cây quá trời luôn. Ở ngày trước thì Bình Lâm TV học lái xe ở khu này nè. Bây giờ mình cùng đi vào bên trong. Hồi đó học đi từ quận 3, quận Bình Thuận, đi chạy qua đây tới khu dân cư này. Tới khu dân cư này rồi thầy thả cho chạy một vòng ở đây. Hôm nay là có dịp quay trở lại. Nếu anh chị ngày xưa cũng học lái xe Hoàng Gia ở khu này thì ngày hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại ha. Còn không thì mình đi khám phá một cái khu mới. Đó. Sao lá cây đồ hoang tàn vậy ta. Ở đây khi mà mưa hay là nước lên là sẽ bị ngập nè. Ngập dữ lắm. Đó, thấy đường ở đây còn đọng nước á. Lúc trước ở đây là vậy, bây giờ cũng vẫn là vậy ha. Một cái khu dân cư mắc tiền như vậy mà cái hạ tầng như vậy, không hiểu luôn.
đáng lẽ là phải làm hạ tầng đẹp rồi mới mới chào mời chứ hả? Ở đây chạy ra bờ sông luôn nè. Cái tên cầu tắc Bến Rô cũng khó nhớ. Ở đường vô những căn biệt thự. Có những ngôi nhà ở trong cái lùm cây đó nữa, giống như người ta ở tạm á. Ở đây có cái bãi cano, du thuyền. Ở phía sau là rạch ống lớn. Ở cái rặng dừa nước ở đây cũng vẫn còn quá trời luôn á. Ai thích cây rắc hay là cano là qua bên đây có đủ hết. Chỗ lái xe nè, lái xe Hoàng Gia nè. Khu sớm ở đây nó vẫn um tùm như xưa, vẫn ngập như xưa. Ta chạy đây ra đây là ra thăm hùng lại. Kế bên có một cái khu biệt thự nè, phía sau những cái rào trắng tôn này, phía bên cánh phải này có đường qua không? Đây mình qua luôn. Đây có nhà xe Thành Bưởi nữa ha. Khu này chúng ta thấy khác cái khu bên kia. Lúc nãy giờ mình đi từ khu hoang vắng lên tới khu dân cư nhưng mà hạ tầng hơi xấu. Còn bây giờ nó qua tới khu biệt thự nè. Khu biệt thự, khu shop house rất là nhiều luôn. Bên đây thuộc Bình Chánh. Có cửa những căn biệt thự hoành tráng lệ luôn á. Cách nhau có một cái vách tôn thôi. Chúng ta thấy nó khác hoàn toàn. Căn biệt thự hết hồn không? Chiều chiều người dân ở đây chơi thả diều nè. Ở đây có một khu đất công trống nè. Đây cũng có biệt thự chơi vơi nữa nè. Không biết có người ở trống không ha. Thấy ở phía trước cửa có cái dinh thờ.
Nhà đẹp nữa nè. Đang xây chưa xong á, khu này giống như là đang hoàn thiện á. Cạnh đó là rất nhiều những căn hộ, những căn biệt thự khác. Ở đây còn cái vườn chuối, nhìn thấy thanh bình ghê á. Khu này là khu Đại Phúc Green Villa. Ở đây giống như là người ta mua để dưỡng già vậy ha. Có một cái nơi để sau này lớn tuổi về đây ở cho nó nghỉ ngơi, cho nó thoải mái, mát mẻ, rộng rãi. Ở bên kia là khu dân cư 6B. Khu dân cư 6B Kiên Cường đó. Cách nhau một con rạch, hai rặng dừa nước hai bên. Đây là khu nhà phố nè, diện tích nhỏ hơn khu biệt thự lúc nãy. Cũng là khu Green Villa thôi. Chim hót líu lo. Nhà bán chính chủ, treo bán khắp nơi ha. Có những dự án mà người ta mua rồi, bây giờ có rất là nhiều những cái vướng mắc về vấn đề giải quyết sổ sách, rồi tiền bạc, nên có những dự án mà người ta bị ngậm luôn, mua rồi bán không ra, bị ôm hàng, ngậm bồ hòn. Giờ phát hiện ở đây có nhà xe Thành Bưởi ha. Xe Thành Bưởi chắc đi miền Tây lên quá. Đây ra lại con đường Chánh Hưng nè. Quá trời nhà bán, nhà kêu bán quá trời luôn. Ở kế bên là có ngân hàng mà ngân hàng không giúp được gì hết. Giờ này do nhiều cái chính sách mà giải ngân đó thay đổi, người ta có nhiều dự án người ta lặng luôn, lặng im luôn chứ không biết giải quyết như thế nào. Bên cạnh đó cũng có những cái dự án của nhà nước nữa, dự án hàng ngàn tỷ, như là những cái cống, cái đập ngăn triều đó ha, 10.000 tỷ khởi công từ 2016, dự kiến 2021 hoàn thành, nhưng mà tới nay là 23 rồi, vẫn đang đứng hình ở giai đoạn khoảng 90%. Nhà cửa người dân thì cũng vậy luôn, kéo theo ngân hàng không có tiền thì những dự án thế này cũng rất là khó để bán, do là siết chặt những cái chính sách, siết chặt cái việc cho vay nữa ha. Hồi nãy giờ mình đi qua từ khu giải chiến rồi khu dân cư, khu xóm,
rồi qua những khu villa đó, thì mình thấy kiểu càng ngày càng lên, nhưng mà mình thấy cái mỗi khu nó có một cái kiểu riêng à. Đó, chứ không khu nào hơn khu nào hết trơn đó. Bên đường thì chúng ta thấy cũng vậy nè, vắng lặng như tờ luôn. Đây Green Villa, à, rồi thôi cái video clip hôm nay đến đây tạm dừng. Rồi, và hình ảnh vòng vòng các khu Bình Hưng, Bình Chánh, rồi khu villa, khu căn hộ, khu biệt thự, khu nhà phố cho bà con cô bác ha, để mình thấy cuộc sống ở Sài Gòn nó muôn màu nó như thế nào. Đó, đây hớt tóc trên chiếc xe, cái mô hình hớt tóc trên xe này cũng nhiều ở Sài Gòn di động không cần tốn mặt bằng, chỗ này đuổi thì chạy chỗ kia. À, rồi video clip đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.